thì emoji, những cái biểu tượng mặt cười, mặt mếu, thumbs up, thumbs down này thì được sử dụng rất là nhiều trong giao tiếp và trong mạng xã hội. Nhưng mà chúng cũng có thể được sử dụng trong báo cáo nữa đấy. Ví dụ như là cái báo cáo này thì mình có doanh thu năm 2022 so với doanh thu năm ngoái và cái tốc độ tăng trưởng. Thì tổng toàn bộ ấy, thì doanh thu tăng 14%. Có những nhãn hàng ấy thì là có tốc độ tăng trưởng rất là ấn tượng. Nhưng mà cũng có những nhãn hàng ấy thì lại có doanh thu sụt giảm. Thì giả sử như ở đây ấy, thì mình muốn thêm mặt cười và đằng sau cái nhãn hàng có doanh thu tăng trưởng ấn tượng nhất, và mình muốn thêm cái mặt mếu vào đằng sau cái nhãn hàng mà có doanh thu sụt giảm chẳng hạn. Thì bình thường ấy thì khi mà mình muốn thêm một cái biểu tượng nào đấy thì mình thường vào insert symbols. Nhưng mà insert symbols ấy, thì cái này nó không có cái biểu tượng mặt cười mặt mếu của mình. Thì ở đây thì có một cái lựa chọn khác cho bạn. Đấy là phím Windows và cái dấu chấm này. Thì mình nhấn phím Windows vào dấu chấm này thì sẽ hiện lên cái bảng này. Thì cái bảng này thì sẽ có lựa chọn cho bạn là cái emoji có mặt cười, mặt mếu. Ngoài ra ấy, thì các bạn hoàn toàn cũng có thể lựa chọn gift, một cái gift rất là cool như cái mà mình đang có ở đây. Hoặc là các bạn cũng có thể lựa chọn các symbols một cách rất là nhanh chóng. Đây thì nó có các cái symbols về tiền tệ này. Ví dụ như bạn muốn bảng Anh hay Yên Nhật ở đây thì tìm rất là dễ. Hay là các symbols về các cái toán học hay là các chữ Latin thì ở đây đều có cả, và bạn không cần thiết phải vào insert symbols. Thì ở đây thì chúng ta muốn có cái dòng này là dòng mà có doanh thu ấn tượng nhất là tăng 45,8%. Thì ở đây thì chúng ta muốn có cái mặt cười đúng không? Thì ở đây chúng ta điền một cái mặt cười vào đây. Rồi đây mình ấn Enter thì mặt cười đã xuất hiện ở đây rồi. Còn ở đây thì mình muốn có cái mặt mếu đúng không? Mình lại ấn Windows và dấu chấm một lần nữa. Thì sang đây mình có cái mặt mếu đây. Mình ấn Enter. Ở đây thì mình copy xuống ở đây. Còn ở cái ô tổng mà tăng 14% này thì mình muốn có một cái biểu tượng thumbs up chẳng hạn, thì mình nhấn vào đây và enter. Đấy, thì mình có các biểu tượng để thể hiện mức độ hài lòng của mình so với cái kết quả kinh doanh của từng nhãn hàng rồi đấy.